Vũ Thu Phương bất ngờ bóc phốt chế độ ăn uống của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ vì quá tội cho thí sinh. Bạn có biết chế độ ăn của các hoa hậu hay các thí sinh hoa hậu sẽ như thế nào không? Có lẽ trong hình dung của mọi người đều là những bữa ăn healthy, ăn kiêng khắt khe để giữ dáng đúng không? Bởi với một hoa hậu, nhất là những người đang chuẩn bị thi hoa hậu thì vóc dáng là điều vô cùng quan trọng. Ấy vậy nhưng mới đây, Vũ Thu Phương, giám khảo Hoa hậu Hoàn Vũ 2022, lại vô cùng ngạc nhiên trước chế độ ăn uống của ban tổ chức dành cho các thí sinh. Theo đó, Vũ Thu Phương được cung cấp một bữa ăn gồm một hộp salad to, khá nhiều thịt, một hộp đồ ăn nhiều chất khác, một hộp nha đam pha lê, một hộp sữa. Cô tỏ ra khá ngạc nhiên trước chế độ ăn siêu to khổng lồ này nên còn hỏi lại, các thí sinh cũng thế này à em? Và khi nhận được câu trả lời thì cô càng tròn mắt. Ban tổ chức cho biết, các thí sinh cũng ăn như vậy và đó là một thử thách đối với họ. Vũ Thu Phương sau đó tỏ ra hơi lo lắng bởi sợ thí sinh khó lòng mà giữ dáng với chế độ ăn này. Dù vậy, nhiều người xem vẫn cho rằng đây chỉ là một màn cho đùa mà thôi.